Xin chào, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel. Ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất sẽ có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 2 tháng 6 nhé. Đây thì câu chuyện về 8X có tên là Nguyễn Vũ Quốc Anh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép thành lập hai công ty với tổng vốn điều lệ lên tới 525.000 tỷ đồng đang trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Tìm hiểu thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong ngày 20 tháng 5 thì đã có 3 công ty được đăng ký thành lập là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư công nghệ tự động toàn cầu với vốn điều lệ là 500.000 tỷ đồng, công ty cổ phần tập đoàn kinh doanh tự động toàn cầu với vốn điều lệ là 25.000 tỷ đồng và công ty cổ phần tập đoàn công cụ tự động toàn cầu với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng và đều do anh Nguyễn Vũ Quốc Anh sinh năm 1986 làm đại diện pháp luật. Và cho đến ngày 28 tháng 5 thì ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cũng là đại diện pháp luật cho công ty cổ phần tập đoàn quà tặng cao cấp toàn cầu với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Với số vốn đăng ký lên đến 500.000 tỷ đồng và theo các chuyên gia tài chính đây là một điều chưa từng có ở Việt Nam. Và hiện tại các doanh nghiệp lớn đang hoạt động tại Việt Nam từ ngân hàng, viễn thông, bất động sản đến dịch vụ sản xuất vân vân, chưa có doanh nghiệp nào có một số vốn vượt mặt doanh nghiệp mới thành lập này và thậm chí là tập đoàn tư nhân lớn nhất là Vingroup với vốn điều lệ là 34.000 tỷ đồng, vốn hóa trên thị trường là khoảng gần 400.000 tỷ đồng. Và theo như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đã khẳng định và cho rằng khi chưa góp vốn bằng tiền tươi thóc thật thì những con số đó vẫn chỉ là nằm trên giấy tờ thôi, không có ý nghĩa gì cả. Và theo như thông tin từ Tiền Phong thì dù cho biết sẽ góp vốn khoảng 500.000 tỷ đồng bằng tiền mặt để lập nhiều công ty nhưng mà CEO 8X này vẫn đang ở trong một căn nhà cấp 4 trên đường số 3 thuộc phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và theo như người hàng xóm cho biết, chủ căn nhà là vợ chồng bà Chuyên ở đây đã lâu rồi. Anh Nguyễn Vũ Quốc Anh là con trai út của bà Chuyên. Khoảng hơn 2 tháng nay thì anh Quốc Anh mới mở công ty tại số 109 thuộc đường 3 Phước Bình và công ty chuyên bán sản phẩm chức năng và trang sức ví dụ như là túi sách và giày dép. Tuy nhiên thì chỉ bán online là chủ yếu thôi. Và được biết thì Nguyễn Vũ Quốc Anh từng thành lập một số doanh nghiệp trong mảng tuyển dụng nhân sự nhưng mà không mấy tên tuổi trên thị trường. Và trên trang Facebook cá nhân được cho là của Quốc Anh, bên cạnh những hình ảnh về gia đình, nhân vật này còn thường xuyên chia sẻ những triết lý tâm đắc liên quan đến thành công hay là các bài học trong cuộc sống. Và tối hôm qua mùng 1 tháng 6 thì nhiều khán giả đã vô cùng bất ngờ khi mà cầu thủ Công Vinh đã lên tiếng quảng cáo cho một ứng dụng cá cược bóng đá. Tuy nhiên thì ngay sau đó không để mọi chuyện đi xa hơn, anh đã lên tiếng về sự việc này. Giữa lúc cộng đồng mạng đang xôn xao và bàn luận về vấn đề này thì Công Vinh đã chính thức có lời xin lỗi cũng như là đính chính trên trang cá nhân của mình. Cựu nam cầu thủ này đã khẳng định rằng mình không hề ký hợp đồng quảng cáo cho ứng dụng cá cược bóng đá này mà chỉ đơn thuần là một ứng dụng xem bóng đá giải trí thôi. Anh cho biết mình ý thức được việc nhận quảng cáo ra sao để không làm ảnh hưởng xấu và làm hại đến khán giả. Vô cùng xin lỗi vì đã để xảy ra lùm xùm này. Cụ thể bài viết này đã chia sẻ như sau: Vinh xin phép được đính chính thông tin này, chưa bao giờ Vinh nhận quảng cáo cho bất kỳ app cá độ bóng đá nào cả, mà các app cá độ bóng đá đang cố ý sử dụng hình ảnh của Vinh trái phép. Qua việc này thì Vinh vô cùng xin lỗi và tuyên bố là từ nay Vinh sẽ không bao giờ nhận làm đại diện hình ảnh hay là quảng cáo cho bất kỳ app bóng đá nào nữa cả. Hơn thế nữa, Công Vinh còn tuyên bố là từ nay sẽ không nhận bất cứ quảng cáo nào liên quan đến bóng đá. Lời tuyên bố này thì đã khiến cho nhiều người bất ngờ bởi Công Vinh là một cầu thủ, thu nhập từ quảng cáo thuộc dạng khủng nhưng lại sẵn sàng từ bỏ để đổi lấy chữ tín với công chúng. Mới đây thì hình ảnh một bé gái đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy mẹ mình trên TV đã được phát trên đài truyền hình tại Hàn Quốc và ngay lập tức thì đã làm lay động hàng triệu trái tim người dân xứ sở kim chi. Được biết thì vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, đoạn clip đã ghi lại cảnh một bé gái đã òa khóc nức nở khi nhìn thấy mẹ mình là một bác sĩ chống dịch trả lời phỏng vấn trên TV đã khiến cho hàng triệu người vô cùng xúc động. Dì của bé chính là người đã quay lại và đăng tải đoạn clip này đã cho biết chị gái của mình là bác sĩ của bệnh viện 103, con gái mới 20 tháng tuổi, còn đang bú mớm nên rất nhớ mẹ. Vì vậy, khi nhìn thấy mẹ trên TV thì bé đã giơ tay đòi bế và đòi ôm. Và mới đây thì truyền hình tại Hàn Quốc đã đưa tin về đoạn clip này với tiêu đề rằng ban đầu khi xem video thì cô bé đã cười vì thấy mẹ mình trên TV, nhưng rồi cô bé đã bật khóc vì muốn ôm mẹ mà không thể được. Đoạn clip không chỉ lấy đi nước mắt của người dân Việt Nam và thể hiện được sự hy sinh, vất vả của rất nhiều những thiên thần áo trắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 này, mà đoạn clip còn được lan tỏa ra ngoài thế giới nữa. Và hầu hết thì mọi người đều rất thương cảm với bé gái còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và thương cho cả người mẹ ngày đêm nhớ con nhưng lại không thể gặp. Và tất cả thì đều mong sao dịch bệnh này sẽ mau qua nhanh để cuộc sống có thể trở lại bình yên như trước. Mới đây trên mạng xã hội đã như xảy ra một cuộc đại chiến khi mà khá nhiều những nhân vật khá có tiếng trong lĩnh vực chụp ảnh đã cùng có một cuộc khẩu chiến dữ dội về hai bức hình được chụp tại cùng một địa điểm.
Theo đó, thì một tài khoản Instagram có tên là Chụp Choẹt Sài Gòn được cho là đã copy địa điểm và góc chụp do một tài khoản khác có tên là Ở Đâu Cũng Chụp tìm ra và đã chụp từ trước đó rồi. Và được biết thì cách đây không lâu, tài khoản Ở Đâu Cũng Chụp đã bày tỏ sự bức xúc khi một tài khoản khác là Chụp Choẹt Sài Gòn đã đạo nhái phong cách chụp ảnh và chia sẻ nội dung, thậm chí là còn copy những địa điểm của mình. Tài khoản Ở Đâu Cũng Chụp còn nhấn mạnh rằng việc này đã diễn ra rất nhiều lần rồi, dù đã góp ý nhưng mà vẫn không có gì thay đổi cả. Và cũng cùng với đó, một số tài khoản được cho là của những người hoạt động trong lĩnh vực này có biết tới cả hai tài khoản Instagram trên đã lên tiếng bênh vực cho Ở Đâu Cũng Chụp và đồng thời lên án gay gắt Chụp Choẹt Sài Gòn vì hành động copy liên tục này. Và đáp lại những chỉ trích và những lời lên án này thì bên tài khoản Chụp Choẹt Sài Gòn cũng đã đăng tải story để giải thích. Và theo tài khoản này thì việc chụp cùng cái cây trên là do có người dùng từng bình luận và gợi ý địa điểm này, chứ bản thân không hề đi theo dõi hay copy lại ai cả. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cuộc chiến này vẫn chưa đi đến hồi kết và vẫn đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ phía cư dân mạng. Ngày hôm nay thì bệnh nhân số 5463 và cũng chính là con gái của bệnh nhân 4780 là chủ quán bánh canh cá lóc O Thanh tại quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành bệnh nhân đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh tử vong do COVID-19. Được biết, bệnh nhân số 5463 có tên là TM, là nữ 37 tuổi và đang ngụ tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, chính là con gái của bệnh nhân số 4780 là chủ quán bánh canh cá lóc O Thanh. Bệnh nhân không ngủ cùng nhà mẹ và được chẩn đoán sau cùng là bệnh nhân 5463 mắc COVID-19 nặng, bị sốc nhiễm trùng, suy tim trên cơ địa tăng huyết áp và bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối. Và cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh thì trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 6, trên địa bàn cả nước đã ghi nhận thêm tổng cộng 188 ca nhiễm mới, trong đó có 176 ca, đa số tập trung tại các ổ dịch như là Bắc Giang và Bắc Ninh, 12 ca còn lại đã được đưa đi cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại rất nhiều những tin tức nổi bật và không thể bỏ qua có trong ngày hôm nay. Gặp nhau cuối ngày ngày 2 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.